ready to pair.
Mỗi thứ nhất và cả tiếng nghe thật bà hai mà tiếng đấy còn lật bà ba đặng có hương bà tư tư đồng mà để nghe khuyên thật bà năm thầy hỏi yên thầy hỏi yên nhiên bà chứng đưa dập thầy hướng đó mà để thâu lên
trời mà gọi Phật thì để tấu lên lời con ca, lời con nguyện thì bữa hôm nay ôi ta tốt mà chữ giờ linh ma, còn câu kinh mà giảng lại thì để cầu an muôn đi nhà thiện nam cái mà tính mi nữ thì nguyện lâm căm ma nhà họ Phạm mà Phạm Vĩnh Phúc là tên cầu em đi mà chàng trai thì được vào sang nguyện thọ là tên trăm trăm ấy mà tụng niệm thì giai giới vàng bà về bà đổ cho nam nữ thì được vĩnh an nguyện sinh mà siêu độ thì chữ siêu tăng người trần gian hòa minh dòng tấu thì lễ thành tâm đi ngày này còn
linh hồn. Giờ này má ở cung tây lòng đang vui hưởng con thờ nên danh. Thấy con trẻ hiếu trung vẹn dữ, lo chu toàn bổn phận làm con. Lập đàn bái tạ mười phương cầu sinh hồn mẹ Tây Phương sớm về. Phận làm con đã tròn chữ hiếu, má vui mừng hãnh diện biết bao. Nay xong nhiệm vụ cần học, má về cõi Phật một đời an yên. Cầu siêu độ hương đi hồn của má, phạm thị huệ người đặng siêu sinh. Về nơi Phật Quan Tây định đổ cho con cháu trần hồng tình an. Nhìn xem nam nữ trần gian con hiền cháu thảo lập đàn mà vui. Khi ma sống trọn tình chữ hiếu, lúc bệnh đau săn sóc tận tình ngài về cõi Phật an vui. Chu toàn đại lễ cầu siêu nguyện cầu, chớ buồn khó buồn thương nhớ má. Lập tâm mày thầm phước ghi đức mà thôi, má giờ về chốn Phật đời trọn tình trọn hiếu nghĩa tình đã xong. Làm tròn sứ mạng thiên liên thì thôi cũng để má yên về. Viết dòng thơ nước mắt hòa chán, ôi trần gian sai cầm bao tàn. Đường đạo học chẳng màng chi nữa, thấy chúng sanh sống trong tâm lửa. Nên lòng tôi lệ ứa hai hàng, nhìn cầm đời ba tấm lòng than. Nên bài tỏ đôi hàng thi pháp, nhân sanh nơi đời đang bảo tháp. Tham sân si hồn tạ cuộn tràn, ai cũng tư lợi bạc vàng. Nên trăm đi đâu bảo tàn đồng lôi, nghĩ đến lúc xác hồn quy hoài thì còn chi để lại cho người. Cuộc chơi kia kẻ khóc người cười, người bại trận quốc hành. Xin nhân quả càng thêm gai cấn, truyền đời đời thù hận khó tan. Chi bằng đạo đức hòa chan, tâm thâm thiện ngập tràn nhân ai.
nhân dơi cả trẻ già trai gái, hãy đồng tâm chiều lái thuyền từ đực phân sanh sẽ tam tư làm quả đất lắc lư tan tóc, nhất là nước Việt Nam cội gốc của tình thương mỏ bọc đồng bào, dòng rồng tiền máu đỏ như nhau, cả nhân loại máu nào màu khác, vậy sao nở chia lìa tan tác, từ gia đình bội bạc với nhau rồi lớn lên trong khắp đồng bào, đến những loại phân màu tranh chấp chia phe phái gieo mầm đối lập, phân thấp cao cùng khắp trong ngoài, rốt cuộc là gây cấm màn tay cho Lê Thư thở dài than nhân. Nói đến đây bờ môi bồng mặn, gió ngừng đưa cây cùng lặng sầu, mây xám màu nhỏ xuống dòng châu, rồi chợt thấy đêm thâu dài lắm, tôi dùng hết từ tâm gửi gắm cho nữ nam cùng nắm tay nhau, thì thế sự ba đạo lặn xuống, điều này chắc ai ai cũng muốn, cùng vui hòa sầu muộn không mong. Người nghĩ xem có phải hay không, còn không phải vui lòng quan hệ cho một kẻ vô danh phụ sĩ, lỡ mang thân vào đường tục lệ, nhưng lòng từ tận tùy thương dân, hỡi mang thân phụ sĩ bao lần, vì thấy cảnh gian trần còn khổ, mong chú bác cảm thông khủng máu, cho cùng đây thố lộ tâm tình, chữ nghĩa nhân mang nặng bên mình, xin cô bác thương tình nhận lấy, cùng không xin tiền vàng nương rầy, chỉ xin người hết thải thương nhau, vì chúng ta mau chỉ một màu, đừng để cảnh lao đao lạnh đành, ai có chửi điên rồ cũng nhận, miễn cho người thù hận tiêu tan, đêm năm canh lệ cứ tuôn tràn, có ai hiểu cũng đang thao thức, dùng tâm quyết tỏ lời bằng mật, nói đôi câu đạo đức cho đời, đã lâu nay tỏ rõ nhiều lời, nhưng thế sự à ơi dứt bỏ, đạo công phải dùng chuông hay mỏ, nhân sâm nơi ta tỏ đuôi lời, đạo thương yêu tất cả người
đời bằng hành động hay lời khuyên thiền. Đạo là tầm một đời thể nguyện, sống và làm nhân chuyện giúp người, gieo cho đời mặt sống vui tươi, cây cho thế nụ cười thân thiện, giữ khẩu ngữ tâm nên nhiều chuyện, đem chuyện người truyền miệng gây quen, mà hãy làm mọi việc chu toàn, cho người mãi mãi đoàn kết lời, dùng tất cả tâm hồn tự ai, giúp cho nhau cùng lấy thuyền từ. Là thuyền tâm không bị lắc lư, không để nó hư vì tham lạc, đừng thật dụng chỉ vì tiền bạc, rồi đi vào lầm lạc si mê, tranh chơi nhau cây cầm đổ ê, rồi kéo mãi lê thế trong dứt, cũng đừng nên tham danh nào thức, tạo hổ danh vô thực cho mình, đó là đường dẫn đến vô minh, không phải nói quang minh chính đại, không nhục chí khi mình thất bại, hãy quyết tâm làm lại từ đầu. Việc bãi thành có nghĩa gì đâu, ta thật được nhờ câu đức trọng, dẹp mê tín lấy điều nguyện mong, chuyện phép phù thấy đồng tà tâm, bói ra ma như lưỡi dao, đó không phải là tập chân lý, đó là đưa đến đường tà mây, làm cho người có lý gì mê, có mấy lời mộc mã thị tê, mong ba tâm đừng chê cùng dày, tuy cùng điên nhưng không nói bậy, không làm điều càng quấy cho ai. Xin chào mọi người đang xem live stream trực tiếp từ đạo tràng chùa Minh Duyên, Huệ Nhẫn. Hôm nay là 24 Tây tháng 10 năm 2023. Nhằm ngày mùng 9 tháng 9 năm Quý Mão. Lâu quá không có lên Facebook live stream cho nên nó chặn bớt, nào không có cho khách vô coi nhiều. Bữa nay là được nhiều, được 14 người là nhiều rồi đó. Chào Phúc Phạm, chào Tùng Thảo, chào Cẩm Hồng, chào Tiền Nguyễn, chào cô Ba, chào Nguyễn Thọ, chào Trịnh Tiền, chào cô Long Bánh Tre, chào cô Tám Kiến Tường,
cái Facebook nó chặn bớt lại hết rồi. Thank you.
lộc hạnh chính. Mong điện mẫu tự cảm ứng chính mình, vì muôn vàn chúng sinh còn mãi trầm luân trong ba cõi sáng. Nhìn khói hương bay thi tha theo gió, nơi ngàn mây lạnh hiện rõ chi. Con đường theo bóng từ bi cho trần gian biết nếu tu hành, cứu khổ ban vui hạ giới được an lành. Quái linh mẫu bao gồm vũ trụ, dưỡng nuôi con thờ khắp hồ điện A Thiên. Nam mô vô thượng hư thông diệu trì Phật. Xin chư Phật người phương chứng giám cho lòng. Cùng vì có mẹ quay quần cùng ta
vui cửa tiền bơi. Cả con của mẹ mê cảnh quên cầm tiền, nghe tiếng máu hoàng mong đứa quay về trần gian. Con kẻ mãi đam mê ham dâm đua lợi, đêm ngày mờ đi tâm linh, nhưng giờ nghe qua hoàng máu than phiền. Linh căn của mẹ dôi lòng ngày đêm đang sát tù. Thôi mệt rồi mọi người nghỉ nha. Mệt rồi, không thể nào ca hát được nữa. Mọi người ngủ ngon giấc nha. Dạ, huyết áp trung bình à 90/140, nhịp tim 75, ok, bữa nay tốt rồi, ngủ ngon. Cảm ơn cả nhà đã lo lắng thương yêu. Dạ thôi, mọi người ngủ sớm nha, vừa nhận kết thúc livestream đây.